nhập lễ Chủ nhật 20 thường niên. Lạy Chúa là Thiên Mộc trợ che, xin đôi thương nhìn Đấng Ngài đã đứng đầu. Dù sống trong năm mà vắng Chúa, cũng chẳng đi bằng một ngày sống trong nhà ai. Chúa ơi, gia nghiệp Chúa hứa ban cho chúng con là gia nghiệp cao quý nhiều hơn cả những gì lòng người dám ước mong. Lạy Chúa là Thiên Mộc trợ che, xin đôi thương nhìn Đấng Ngài đã đứng đầu. Dù sống trăm năm mà vắng Chúa, cũng chẳng đi bằng một ngày sống trong ngàn ai. Chúa ơi, con hạnh phúc xiêm bao trong phút giây hồn con ngập ân cung, là khi đã trở về nhà Ngài thỏa ước mong. Lạy Chúa là Thiên Mộc trợ che, xin đôi thương nhìn Đấng Ngài đã đứng đầu. Dù sống trăm năm mà vắng Chúa, cũng chẳng đi bằng một ngày sống trong nhà Ngài. Đáp ca Thánh Vịnh 33, Chủ nhật 20 thường niên 5B. Hãy nghiệm xem Chúa tôn lành, Chúa tôn lành dường bao. Tôi sẽ không ngừng tụng ca thánh Chúa, câu hát mừng Ngài chẳng ngớt trên môi. Hồn tôi hân thiện mừng vui trong Ngài. Xin các bạn nghèo nghe tôi mà vui lên. Hãy nhìn xem Chúa tôn lành, Chúa tôn lành gương bao. Càng thánh Chúa trời nào tôn kính Chúa, ai cũng sợ Ngài chẳng thiếu thốn chi. Bao kẻ gian dâu phải đổi điều tàn, còn ai tìm Ngài luôn luôn đầy dư. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành, Chúa tốt lành dường bao. Mau đến nghe này đoàn con yêu dấu, ta sẽ chỉ đường đạo Chúa cao xinh. Ai thiên tha đừng cuộc sống lâu dài, ao ước hưởng đời an vui hạnh phúc. Hãy nhìn xem Chúa tôn lành, Chúa tôn lành gương bao. Phải giữ môi mình cầm nguồn khôn khéo, không nói lời đồng cùng thói chư ngoan. Điều tôi hay làm điều giữ xa rời, tìm kiếm hòa bình an vui cùng.
hãy nhìn xem Chúa tôn lành, Chúa tôn lành tưởng bao. Alleluia, Alleluia. Chúa nói, ai ăn thịt tôi và uống máu tôi thì người ấy sẽ ở trong tôi và tôi ở trong người ấy. Alleluia, Alleluia. Hiệp lễ Chủ nhật 20 thường niên 5B, lương thực trường sinh. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì đường sống ý muôn đời, và ta sẽ cho họ đường sống lại ngày sau hết nơi người ơi. Vì này thịt ta thật là của anh, máu ta thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu này sẽ ở lại trong ta, và ta ở lại trong họ. Vì yêu con, Chúa đã trở nên tâm ân mong manh. Vì yêu con, Chúa đã hy sinh chính thân mình cho con được phúc an bình, cho con lòng thấm ân tình, và cho con phúc lòng trường sinh. Cả đời con cảm tạ thánh Chúa. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì đường sống ý muôn đời, và ta sẽ cho đường sống lại ngày sau hết nơi người ơi. Vì này thịt ta thật là của anh, máu ta thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu này sẽ ở lại trong ta, và ta ở lại trong họ. Nguyện đời con luôn đường trở nên ấm bánh mẹ ra. Nguyện đời con trở thành của anh, hiến cho đời, yêu thương và sống khiêm nhường, hy sinh và biết cam trường. Đời không mong ngưỡng đường gì hơn, nhưng chỉ mong sống đem lòng Chúa. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì đường sống ý muôn đời, và ta sẽ cho đường sống lại ngày sau hết nơi người ơi. Vì này thịt ta thật là của ăn, máu ta thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu này sẽ ở lại trong ta, và ta ở lại trong họ. Niềm vui con mỗi ngày đứng lên Đức Chúa của con. Niềm vui con chính là bên Chúa chẳng khi rời. Tình yêu hiệp nhất một đời, trao ban tình Chúa cho người. Một đời con trở thành nhân chứng, sống đàn danh Chúa cả đời cao.
công ý muôn đời, Ba tha thế cho được sống lại ngày sau đến nơi người ơi. Vì này tình ta thật là của ăn, máu ta thật là của uống, ai ăn tình mẫu máu này sẽ ở lại trong ta.